Đi đây đón đoàn của các bác về Khăm Muồn. Đây hai phân lên năm lạng lụt tầm luộn là lại. Đoàn của chúng ta có một xe công an giao thông để lên đường các bác về Muồn. Thank you.
tình đồng đội chúng mình ở đâu thì cũng thế, đã gặp nhau là tay bắt mặt mừng, chuyện kể cho nhau nghe thời chúng mình lính Mỹ, tuổi trẻ vô tư phơi phới một niềm tin, xẻ dọc Trường Sơn lòng tràn đầy nhiệt huyết, vượt qua bom đạn tiếng hát át tiếng quân về, chiếc cano trước cả cuộc đời người lính vẫn hiên ngang nơi trận tuyến đánh quân thù, viên thuốc đắng xẻ chia bệnh tật, nắm rau rừng cũng nhường bạn phần hơn. Thời chúng mình sống là thế đó, có tính toán chi đâu hơn thiệt về mình, sống vì đồng đội vì mọi người là tất cả, bởi thiêng liêng hai tiếng đồng đội tôi. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Chúng tôi đánh giặc đến cùng, khi trở về không một chút kể công, sống chân thật giữa dòng đời bình dị, nước người ấy nay dần sắp hết, nắng sớm mưa chiều chẳng được là bao, thời chúng tôi không mộng mơ đổi máu xương lấy huân chương kháng chiến, và trước lúc đi mẹ nắm tay dặn con, thống nhất về mẹ quý vợ cho, sau 40 năm tôi trở về là một hú cho, nhưng mẹ vẫn vui con đã về với mẹ.
bác ra đến buồn luôn. Thank you.
của Trung ương với cựu chiến binh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân đạo và sự đồng ý của Trung ương với cựu chiến binh Việt Nam, đoàn chúng tôi nguyên cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã có những năm tháng sát cánh chiến đấu cùng quân và dân cách mạng Lào trong thời kỳ kháng chiến chống kẻ thù chung, giành lại độc lập tự do cho hai dân tộc Lào Việt của chúng ta. Tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam và Lào đã đi vào thực tiễn. Nhân dân Việt Nam tự hào có nhân dân Lào là người bạn láng giềng thủy chung son sắt suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công việc cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Bà Sơ Xuân Việt Nam như qua ông Đình Ác Ngôn Trải Thị Xuất thì hiện qua bà Sơ Xuân Lào bên thì hiện qua sống xa Lào Việt Nam mấy nó có kiếm bà Sơ Xuân Lào này bên từng bà thiên vượt ban thẳng vượt cây hàn chiêng tiền tuần mít. Các thế hệ hôm nay và mai sau luôn quan trọng và làm hết sức mình để củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác Việt Nam và Lào lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển khu vực và thế giới. Anh lịch sử của tỉnh nhà thăm viếng các tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quân đội nhân dân Việt Nam yên nghỉ, thăm một số gia lâm thắng cảnh của tỉnh nhà. Đây xã khơi như hệ cảm nó hệ cảm to sụt nên mới còn một lần nữa cho phép tôi thay mặt anh chị em quân tình nguyện Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng cảm ơn tấm lòng hiếu khách của các đồng chí lãnh đạo của hội cựu chiến binh tỉnh nhà. Và bánh đậu xanh của cựu chiến binh Việt Nam. Việc kinh doanh thì thằng tập đoàn đã cầu của Việt Nam học kinh doanh cũng rất là cựu chiến binh quân tình nguyện quân sự Việt Nam là thành phố Hải Phòng. Thưa đồng chí đại tá Khăm Mon Bụt Trộm Nguyên Sĩ, chủ tịch hội cựu chiến binh tỉnh Khăm Mon, cùng với các đồng chí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thay mặt cho chức quyền của tỉnh Khăm Muồn, của lãnh đạo của tỉnh, tôi biết tôi xin vui lòng được nói tiếp các đồng chí, các bác trong đoàn tác đoàn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam của Bộ Quốc phòng đã đến thăm và đã đến tham quan tại địa bàn tỉnh Khăm Muồn của chúng tôi trong ngày hôm nay. Thay mặt chính quyền của lãnh đạo cũng như chính quyền của tỉnh cũng như tinh thần cá nhân của tôi thì luôn cao độ đến các đồng chí quay lại thăm địa bàn của tỉnh Khăm Muồn cũng như đất nước Lào, trước đó là nơi chiến trường xưa của các đồng chí cùng nhau để kể vai sát cánh của quân và dân của Lào. Ngày lễ 40 năm ผ่านไปเนาะคือว่าเป็นระยะเวลาที่ถึงชุดเพื่อนแต่งานชื่อว่าทุกแท่งจะเห็นฝ่าบรุงมาเยี่ยมยามนี่ก็สุดที่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงอย่างที่บักได้น้อยจากกว่า40 năm ในเชิญในชุดวิญญาณมาเพิ่งเคยและเนื้อเป็นตอนเทียมตะบักในโอกาสนั้นมีความหมายสำคัญนี้จะขอรายงานเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติในทางนโยบายของพรรคของรัฐสภาพรวมของประชาชนทางโดยย่อในทางความคณะทำสารนั้นอาจารย์จิมในโดยสิ้นบอกเอาว่าส่วนนี้จุ้งcủa tỉnh Khăm Muồn báo cáo cho các bác được biết trong thời gian trong dịp mà các bác lên thăm tỉnh Khăm Muồn. Huyện Khăm Muồn thì có tỉnh huyện Pa Cang nó có mi 10 tòa mương và có mi phố lớn mương thứ 400 ngoài khôn và có cơ cấu với 570 bản nằm trong hàng đầu của đất nước. Tại làm thì phát triển xa để phối phối nó vừa vừa bèm và bè xuống khám nó có thể xuống xây em tế là đáng. Sau giải phóng dân tộc và công nghiệp đất nước thì đất nước Lào cũng tỉnh Khăm Muồn của chúng tôi cũng khắc phục hậu quả của chiến tranh จากเมื่อก่อนมันกระทำการการทราบของนายทอสมงมีเกิดในหลังที่ประเทศชาติได้รับการปล่อยมาอันเป็นต้นก็มีความยุ่งยากและแต่ว่าในปัจจุบันนี้เกิดด้วยในกรณีความสงบและขมวดมีความสงบดีมีกฎชื่อกฎกองมีติดขมวดมีกบาลโอดิ้งกว่าจุดตัวตัวสังคมที่มีมาสำหรับทางการเสพติดจากที่เมื่อก่อนประชาชนคือเข้ายาป่าและมาเข้าน้ำและแต่ว่ามาปัจจุบันนี้ก็ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจพัฒนาตัวแบบมาปีสองสัปดาห์นี้ก็อยู่ในระดับมาดูแบบเศรษฐกิจของ GDP ในทิศทางการเงินของทีมข่าวมอนมีส่วนลดถึงค่าเงี้ยวปัจจุบัน GDP trong năm 2023đạt 5.88%. Về tỉnh Khăm Muồn thì trọng tâm là về nông lâm và nông nghiệp cùng này nó làm việc xây chuyển Việt Nam không cả. Dù sao thì nếu mà dù sao đất nước Lào cũng tỉnh Khăm Muồn như thế này thì nếu mà so sánh với các tỉnh của Việt Nam thì cũng phải phấn đấu rất là nhiều. Thế mà thì
giao thông vận tải đường xá thì đi lại cũng còn là tiện thuận lợi hơn. Ngoài ra thì trong nhân dịp ngày lễ Tết, hai bên đã tổ chức đoàn để thăm và chúc Tết cũng như ngày lễ quan trọng khác. Thì bạn như khỏe khám mọi kiểu đi cố gắng nhẹ nhàng thì để bạn cảm xúc lựa chọn một thông bán không số số Việt Nam mà kiểu đi ngọt chạc xong một số làm được chính mình thì bạn sẽ bảo nếu và may mắn là tỉnh Khăm Muộn của chúng tôi được hỗ trợ giúp đỡ từ phía chính phủ của bên Việt Nam là xây dựng nhà tưởng niệm của Bác Hồ ở bản Trương Quang cũng như trường dạy nghề ở bản Trương Quang của huyện Nông Búc. Họ có những cái này có sống khăn kiểu gặp cần thôn hôn kiểu khu lúc khôn ở thị hà là xa xa mạng để xếp sản Việt Nam thì sẽ xí biến thì để khăn ngon này xong lại sống khăn và quyền thế thì là để bảo hạn cho của đàn ý. Hiện nay thì cũng có đoàn công tác của Bộ Trung Minh Quân Sự Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đội quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại địa bàn tỉnh Khăm Muộn. Đến hiện nay quy tập được hơn 5.000 hải cốt liệt sĩ phân tổ ấy tham gia vào chuyện cái sự cao mà họ từ năm 1989 đến hiện nay được hơn 5.000 để soạn sau khi này đã bị hẹn một lần cả riêng trong mùa khô năm 2023-2024 này thì theo mục tiêu sẽ quy tập 15 hải cốt, nhưng mà đến hiện nay đạt được quy tập được 12 hải cốt rồi. Năm nay đặc biệt là trong tỉnh Khăm Muộn đã tổ chức vào năm du lịch, trong đó thì cũng đã mở rộng mời các khách du lịch để tham quan, và trong đó thì ngoài ra đó thì đã tổ chức để chào mừng ngày sinh của Bác Đại Soạn Vũ Việt Hàn cũng tròn 113 năm, và ngày sinh của Bác Khâm Tài Sĩ Văn Đoàn 100 năm. Năm nay là đặc biệt là đã tập trung vào các tổ chức đại hội đại biểu của quốc hội.
ใช้ในการกาเกียมเรื่องราวของด้านนั่นแหละประชุมงานดูการเงินประมาณเดือนประชุมต่างๆนั่นเองของในการทำต่อทำต่อนักการรักษาเรื่องนั้นในโอกาสการที่มีประมาณสำคัญนี้การที่ทางคณะดีอาสาสมัครมาเสียสละเวลาเพื่อมาเยี่ยมยามเก็บความเย็บเราไม่ได้ไม้ไม้เส้นเดินใช่ไหมครับในโอกาสมาเคลื่อนไหวท่องเที่ยวยันยามนี่ก็มาทำแผนจะมีของฝันเล็กน้อยเนาะเพื่อติดกันฝากติดกันให้กำลังใจเป็นร้านเลยทางแฝงครับมีโอกาสเดี๋ยวเรากับนักดนตรีเป็นร้านเลยทางแฝงครับมีโอกาสเราไปเยี่ยมยามไปให้ฟ้องเจอแฝงครับเจอแล้วครับเจอแล้วcác đồng chí và các bạn nhận lời mời của Trung ương Hội Cựu chiến binh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và được sự đồng ý của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đoàn chúng tôi nguyên là cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã có những năm tháng sát cánh chiến đấu cùng quân và dân cách mạng Lào trong thời kỳ kháng chiến đánh kẻ thù Trung, giành lại độc lập tự do cho hai dân tộc Việt Lào của chúng ta. Lời đầu tiên xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đồng chí cựu chiến binh và toàn thể các bạn lời chào đoàn kết, hữu nghị, chúc các đồng chí và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, thịnh vượng, chúc tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam, Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thank you.
sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam và các chiến sĩ Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Dù thời gian đã trôi qua nhiều năm, mặc dù hiện nay tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi phức tạp, song những tình cảm yêu thương đoàn kết đặc biệt của hai dân tộc Lào Việt vẫn gắn bó keo sơn như sơn và ngày càng bền vững. Đặt nền móng cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đầy công vun đắp vượt qua bao biến cố lịch sử, bao gian khổ hy sinh trở thành quan hệ mẫu mực, thủy chung và nhất quán. Phục hậu như quân y an hương chảy chiều cầm cảnh của phân Việt Thế Sĩ để cảnh mùa mưu hóa an của Tổng Tham Đa Việt Nam thì hẳn ở đây để sang tẩy đến đâu. Tương cả khó khăn mong mưu đánh đoàn ấy về tình hình tây các lạc về tình hình sửa có sản kết thể và chúng tôi có thể quân rút tôi là một tổ ca lao ra sinh vô tự hào có nhân dân Lào là người bạn nắng điểm thủy chung son sắt trong suốt thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Bên xuân Việt Nam miền mi quang về ăn sơn hồng chảy nhưng chỉ hiện đây và mi phượng mi phượng hoặc mi thất sản từ bên xuân Lào đến tháng ba đây hơn chiếc thì hoặc gần to su cô sa nên nó toàn đầu tư lấy nhau để bằng và phát triển của khu vực và thế giới. Mình là quân lưu lịch cho lúc quân của Việt Nam để ăn mừng đến quá các đại các hạ như đây thật hẳn thì có bác trả sẽ có con thì thật hẳn là tạo ra mắt kiểu ra người nào đây để sửa sẵn sàng trước.
ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมพวกสหายดีมากที่มีความตั้งใจอดทนนำองค์เพื่อประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพวกเราประชาชนเวียดนามที่สู้สู้ตัวจริงอยู่ดินแดนลาวเราร่วมเฉพาะแมนอยู่จุดพวกสหายที่เคยเคลื่อนไหวเมื่อก่อนมือนี้พวกสหายมาขอดแฝงขบวนของพวกเขาเป็นแขวงหนึ่งที่ได้สร้างวีรกรรมประวัติศาสตร์ลาวเวียดนามปั้นพบเซาเอ็ดมีนาปั้นพบหอยชีชิพบตากจักรพรรดิฝรั่งเป็นเขตชายแดน 1.83 กิโลเมตรแขวงขบวนมีเงินมี16,000ชีหอย31มี2นิวีผู้ดอย 14.6 ตรงเพียง 16.7 การควบคอกมี10เมื่อมี5หอย70บาท8หอย88,388ก่อขั้วมีพลเมือง 45,183 ยิ่ง225,909คนอยู่ร่วมกันเก้าเผ่าSau đây tôi xin thông báo về một số nét của tỉnh Khăm Muộn và thời điểm tình hình của hội cựu chiến binh của Khăm Muộn. Tỉnh Khăm Muộn thì nằm trong một tỉnh miền trung của đất nước Lào, phía bắc thì giáp với tỉnh Bô Lê Khâm Say, dài 162 km và phía nam thì giáp với tỉnh Savannakhet. Chiều dài 174 km và phía tây นักพบเก่าแฝงขมวนได้ประกาศสั่งตั้งวันที่27เดือน3 2023Hội cựu chiến binh của Khăm Muộn được thành lập ngày 27 tháng 3 năm 2003. Càng chất đăng từ vận nâng bạc hạt mi để mi sáng khả nền càng hong cán, bồ ní khán, chất đăng quật cả khổ sở ra ôm ôm để mi phát đăng ngặt xuôi bia dù năm ní từ vận 18 sáng nhưng 12 vì cấp huyện thì cũng có tỉnh có một đồng chí chủ tịch và hai đồng chí phó chủ tịch và tất cả trong tuần tỉnh là có 30 đồng chí ở trong huyện đó một huyện là 7 đồng chí luôn mai ở phát đăng tỉnh mi sẽ mất tỉnh hạ อยู่ในสมาชิกนักพบเก่านี้มี464สหายและพวกเขาได้จัดตั้งคือบ้านก็เจอบ้านบ้านหรือในบ้านในบ้านปกติก็วิธีบ้านก็วิธีบ้านก็เจอบ้านก็เจอบ้านละทั้งหมด218คนทุกคนอยู่ในบ้านvì làm công tác quốc phòng an ninh theo thống kê trước đó thì theo thống kê của hai chính phủ Việt Nam Lào đánh giá rằng là sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ của bên Việt Nam sẽ trước đây vì các sư đoàn các tiểu đoàn trung đoàn của bên Việt Nam cũng đã thu thập được và đưa về bên Việt Nam để tổ chức lễ an táng từ năm 1985 จากนั้นเป็นสองแขวงได้เป็นเอกภาพและทางฝ่ายเวียดนามได้สร้างตั้งกองห้อยคุ้นคนอาทิ589เริ่มแต่ปี1889sau đó thì bên chính phủ hai nước đã thống nhất
tổ chức đội quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện của bên Việt Nam hy sinh tại địa bàn của Lào, và tình Khăm Muộn của chúng tôi cũng đã tổ chức và phối hợp với đội 589, đội quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cú Bình từ 271, và sau đó thì lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn và Cú Bình cũng đã tổ chức nghĩa trang các bạn. เหตุผลหมายความเป็นอย่างจังว่ามีหลายบทจุดเดียวจุดนี้มันมีลักษณะเป็นธรรมและทั้งหมดบทจุดดังกล่าวหันมันแม่นสนามจังทาและบรรดาสหายมาสู้รบอยู่เขตตัวเมืองตะแคงเสียชีวิตจะกลับคืนไปฟังอยู่จุดเดียวกันvì đó là nơi mà các quân của bên Việt Nam đã đóng quân ở bên đó từ trên đây, vì cho nên khi nào mà có thể trốn ở bên miền Trung được. Chút thứ sáu, miền Thầm Ban Nốt Phi, Mường Bồ La Pa. Chút này kể về chút đường chỉ lắm. Thì quân của bên Việt Nam là sang bên miền Nam. Chút thứ 3 mình thích gặp tà trẻ này vì văn của hồi 65 tà hàn tà sản trăm mắt Việt Nam lệ còn sự tà hàn Lào để tì hướng phá hồ. Còn không chạy hay thúc hút Yeah.
นประดับเฮาเซาเป็นขมวนก็คือเขตต่างประเทศหรือว่าโดยเฉพาะแม่นผู้แทนของเวียดนามได้มาเยี่ยมยามขมวนก็ได้นำพาเพิ่นไปกราบไหว้และเคารพบูชาอันสรของเฮาครับทางน้ำที่lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo các tỉnh của bên Việt Nam thì cũng đã sang làm lễ tổ chức ngày sinh nhật của Bác Hồ tại nhà tưởng niệm đó. Sắp bước vào cả năm em thì bị lún lún thì bị phụ sinh lún lạn như thế bị khoảng cháy là hay hú thường muốn chưa cảm bộ phận đó là sóng phạt sóng đặt của họ. À, vì vậy cho thế hệ hôm nay thì các lãnh đạo chính quyền cũng như lãnh đạo các ban ngành cũng đã tuyên truyền cho bà con nhân dân được hiểu biết và nhận thức sâu sắc đến tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai nước chúng tôi. Sân này hữu cả thì mình có mãi sống khăn đi tặng nạ cả năm công khuyến có sự đẹp của ông cũng chạy là hữu một phút giang bất lửa tổ bà đà lưu ba áo bà thì đây มาเคลื่อนไหวการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแขวงขมวนซึ่งครับนะสังทําถึงขมวนตรงนี้โดยบาสและเอ็นจีนะเรียนต่อ đất nước Lào cũng như tỉnh Khmer Muộn của tôi nếu mà không có các bác các anh chị trong ngày đó thì cũng không có các con cháu trong ngày hôm nay. Là sẽ đại luôn của ba đại đem เวลา mà là khmer Muộn thì เวลาที่สั้นแต่ในพระไม่สมบูรณ์มีอายุมั่งยืนหวังว่าจะในไม่มีไม่กับท่านผู้ใส่การปัญญาใส่การในความแข็งผู้จัดการในการแข่งขันท่านพันเอกขมรบุตรทั้งสีประธานสาธารณรัฐเก่าเป็นกระบวนก็ดื้นหัวเจ้าขอฐานะแต่คณะสาธารณรัฐเก่าก็คือคณะสาธารณรัฐของเป็นไฮฟองที่เดินทางมาเยี่ยมยามศาสนาท่องเที่ยวอยู่ในสปลาวก็คือแขวงขมวนในขมวนวันนี้ chúng tôi trở về tỉnh Khmer Muộn mà như trở về quê hương thứ hai của chúng tôi bởi vì trong năm tháng trước chung ý tôi và các đồng chí có ai chúng tôi đã hoạt động ở trên đất Khmer Muộn này cũng có một thời kỳ từ năm 72 đến bây giờ thế nên là chúng tôi về đến đây tỉnh Khmer Muộn mà chúng tôi cảm thấy về đây các đồng chí ở tỉnh Khmer Muộn đón tiếp rất chu đáo và trọng thị với tấm lòng không có gì nói hết. Chúng tôi rất cảm ơn các đồng chí tỉnh bí thư và tỉnh trưởng tỉnh Khmer Muộn và tất cả các đồng chí trong tỉnh và đón tiếp rất chu đáo trọng thị. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí trong đấy. ในตอนทับขนาดของวงเฮาในครั้งนี้การเดินทางมาเยี่ยมยามแขวงขมวนในครั้งนี้ก็เหมือนสเปียบว่าพวกเฮาก็เป็นได้กลับคืนมาบาดเจ็บนอนอีกจะดึงฉันข้าพเจ้าขอตามหน้าก่อนขนาดขอแสดงความขอบคุณใจมาณโอกาสนี้ด้วยขอขอบใจฝ่ายทุกตัวเลยสิ้นแค่ทุกการของที่ trong đội văn nghệ của quân tình nguyện Việt Nam quân dụng làm và chúng ta hát lại ta đây chúng mình có tám nhà hay cái khả năng nó mi thằng khả năng của họ có mi thằng sĩ lập ạ mà có công suôn vừa sang bằng cá cạp này và khẩu sản phẩm khi mới ní hay mi có bơn bản môn xương có hiên khả năng năm không phải môn khi đọc được không kính thưa đồng chí đoàn văn bào, trưởng ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam Lào thành phố Hải Phòng. Hiện thân đoàn văn bào, ban thân sau hàng hộ cầu thành phố Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí, cựu chiến binh của hai tỉnh Hải Phòng và Khmer Muộn. Hiện ban thân khán giả, cô cư phản ngàn đã hộ cầu của Khmer Muộn lại của Hải Phòng. Thay mặt cho Hội Cựu chiến binh quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam Lào tại phòng, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng các đồng chí cựu chiến binh của hai tỉnh Hải Phòng và Khmer Muộn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tôi xin tặng lại cái khả năng sĩ lập ạ đồng chí không khả năng của bộ không và cho bộ lưu vốn tại khả sư mà nhận khả năng phát khả năng của cư
sau khi ông cầu quyền có muốn quyền nó phòng chúng mình xuất hợp kiếm tiền khen em. Vâng, sau đây để tỏ tình đoàn kết của giữa hai dân tộc Việt Lào anh em, câu lạc bộ văn nghệ của cựu chiến binh Hải Phòng sẽ xin gửi tới hai câu lạc bộ cựu chiến binh của hai một là số bài hát về tình hữu nghị Việt Lào. Và sau đây thì anh nghe Xuân Bằng lên hát bài Tình Bằng. Bài Tình Việt Lào sáng tác của nhạc sĩ Hồ Vĩnh Tới. Bài hát này thể hiện lên tất cả những gì cái tình cảm của hai dân tộc này mà là không cần phải nói nhiều, chỉ nghe bài hát là chúng ta có thấy được thể hiện các tình cảm đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam này ạ. Cảm ơn nhau và mong bộ phim này anh em đã tham thì đi thì để một bác học đến đó cho cảm ơn cháu trong một thi bài bằng là nhai là lấy còn đến mức cảm ơn cháu cho ông quân phim đi và nửa nay quân phim đi có cái khó mạnh khốc thuận sổ bùn nè đúng vậy ạ. Bài hát em xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng lên giao lưu ạ. Em
gì đâu mà quay bác. Ăn xong rồi. À chưa, đây chưa có hả? Mâm này chưa có hả? Chúc các đoàn trường tiền lợi thuận lợi và về lại Việt Nam. Xin cảm ơn đồng chí. Lên xe luôn, lên xe luôn. Nhanh lên để tôi nhảy xuống, không vướng nhanh đi. Đức. Đấy, khỏi. Trong đoàn thường thương binh có một và cùng học với người của trường. À đây à. Học trường sĩ quan lục quân. Dạ. Khoan, chụp ảnh thôi, chụp ảnh kia. Ôi, lên đi. Ôi, lên đi, chết đi. Nè 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 nè. Dạ, đứng đây chụp ảnh một cả đoàn anh đây chụp quay lại đây chụp ra đây. Anh khởi đứng vào. Vâng, bác Trinh ơi. À, bác Trinh ấy rồi nha. Ok. À, đứng vào xe hơn ạ. À. Đứng nhìn và quay chụp và hậu vào xe. Đấy anh bảo quay lại pin pin lòng mà xe nó quay nào. Đấy. Đấy quay này. Đây đúng rồi. Đứng vào. Anh đứng bên cạnh với bí thư tỉnh trưởng. Đấy. Anh nha. Anh khởi đứng nha. Đấy. Nha. Ông Tuấn, ông đằng sau, ông Tuấn đằng sau trốn cho tôi cái. Lãnh đạo thôi, em đừng có vào. Để sát vào tí. Nào, 1, 2, 3 này. Ok. Nhân vào đây chạp khỏe này. Sức khỏe này. Gặp lại rồi. Chào, ok. Vâng. Gặp lại. Đi. Quán miệng thì xong rồi. Bắt cái đấy. Đấy. Nó quay tiếp đẹp đấy bác. Thái này. Lên đây, lên đây. Anh lên trước. Bây giờ mày nhắm hấp mày. Làm thế mày để hấp ly được. Anh có lúc rồi. Bây giờ, bây giờ anh nhá.
Lấy tay ra. Cái ngày đó nghĩa để hát cho bạn nghe và tôi tiếng Anh lên đường. Bây giờ cái tác nghiệp cái chiến xe cảnh sát dẫn đoàn chúng ta rời khỏi tỉnh Cao Muộn. Hay chưa? Này, cũng nhìn ra. Hay chưa? Nhìn hay chưa? Thôi, tôi không quay nữa mà có cái. Đoàn mình nhá. Đoàn của mình nếu mà tiêu chuẩn ở Việt Nam, đoàn mình là đoàn của nguyên thủ quốc gia đấy. Đấy. Ở Việt Nam thì nguyên thủ quốc gia mới có xe cảnh sát dẫn đường. Quay cho chóng mặt rồi thôi. Quay cho như là ép mỡ đấy. Quay cho chảy nước thì thôi. Tôi xấu dai đừng quay đó. Xấu, quay đẹp gái thôi. Anh nào về nhờ anh tìm lại mấy đứa con ở Minh Đức. Rất khoát tôi tìm cho không lo gì. Nếu mà có con ở Minh Đức bây giờ phải ngoài 20 tuổi rồi anh ạ. Nếu mà tuổi mụ thì 72, mà tuổi tròn thì 71. Nhưng mà nếu ngoài đời có 56, 71. Nếu mà tuổi tròn của nhà nước, tuổi nhà nước thì 71. Anh 71 á. Tuổi nhà nước là 71. Em khoảng anh độ khoảng ngoài 60, 60 mấy. Đấy hả? Không, nhưng mà vẫn có cả. Anh trẻ thật, em nói nghiêm túc. Nhưng mà vẫn có khả năng sinh con được. Ôi, anh có biết ông gì mà thầy thuốc ở trên ba bì không? 83 vẫn còn đẻ cơ mà. 83 là đẻ, bắt đầu đẻ đứa thứ nhất. Nè, tôi nói cái ông ở Quỳ Hợp Nghệ An, 92 tuổi, ông có đứa con 2 tuổi mà con đầu của ông 70 tuổi không nhận em. Ông mới tức mình, ông đi giám định ADN về, ông vứt hồ sơ đây, đây không phải em chúng mình là ai. Bảo không phải em chúng mày là ai. Đấy. Đấy rồi, đấy cái cô ở gần nhà đấy. Mà báo đăng Hà Nội. Hôm nay đây có đó, mà em cũng đọc rồi. Giỏi nhỉ. 92 tuổi. Ê, 70 thì còn mấy là bác yên chi đấy 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 rồi còn phải ra tiểu đội 51 đi. Lên kế hoạch là vừa anh thân ạ. Rồi. Anh về anh bảo kỳ dê bảo là
bảo ông có biết ông Thân không? Ông Thân à? Vâng. Thì thế. Thân là gốc ở đâu? Hả? Không, người gốc. Không, cứ nói cái nào ông biết. Không, nếu nói kỳ ra thân thì nó biết là cứ còn nhớ thì, là nói nhắc là... đến là ông mới biết thì là khách à, tôi đơn vị tôi liên hoan ông còn cho mua dê của ông còn cho cả người đến đơn vị làm thịt trong là đấy, trong nhà là biết cái gì trong nhà ông lại là có hai hai ở cái chỗ mà khách sạn đấy có cháu là cháu ở dân châu lúc em đừng có tìm kiếm cái đâu cả. Ừ. Ừ. Thế là lúc đó mà không khai giảng vừa xong á. Thế mà không lúc ừ. Thế là đến hỏi án là tí. Đến cửa khẩu là đi khoảng 180 cây. 80 cây về đến Đông Hà 90 cây nữa. Đây là từ ngã ba Đông Hà 90 cây. Là gần 300 cây. Là bắt đầu là đang đi trên đường 9. Đường 9 xong rồi về Lao Bảo. Ra cửa khẩu Lao Bảo là còn là Quảng Trị, bên kia là Quảng Trị. Mình là Quảng Trị. Lao Bảo là Quảng Trị. Việt Nam chợ vào cái siêu thị siêu nào.
ơi, về lấy chục đi, anh đi đồng lết biết khi nào về, đồng lết ở đây đây. Dương xin chúc tất cả toàn thể anh chị em chúng ta trên trận. Vâng, em cũng xin đọc lại bài thơ và theo yêu cầu khán giả. Tình đồng đội, tình đồng đội chúng mình ở đâu thì cũng thế, đã gặp nhau là tay bắt mặt mừng, chuyện kể cho nhau nghe thời chúng mình đánh Mỹ, tuổi trẻ vô tư phơi phới một niềm tin. Xẻ dọc Trường Sơn lòng tràn đầy nhiệt huyết, vượt qua bom đạn tiếng hát át tiếng bom rền. Chiếc ba nô chứa cả cuộc đời người lính, vẫn hiên ngang lấy trận tuyến đánh quân thù. Viên thuốc đắng xẻ chia bệnh tật, nắm rau rừng cũng nhường bạn phần hơn. Thời chúng mình sống là thế đó, có tính toán chi đâu hơn thiệt về mình. Sống vì đồng đội, vì mọi người là tất cả, bởi thiêng liêng hai tiếng đồng đội tôi. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh quá. Chúng tôi đánh giặc đến cùng, khi trở về không một chút kể công, sống chân thật giữa dòng đời bình dị. Nước người ấy nay dần sắp hết, nắng sớm mưa chiều chẳng được là bao. Thời chúng tôi không mộng mơ đổi máu xương lấy huân chương kháng chiến. Và trước lúc đi, mẹ nắm tay dặn con, thống nhất về mẹ quý vợ cho. Sau 40 năm tôi trở về là một hú cho, nhưng mẹ vẫn vui con đã về với mẹ.
Đây ông lăn ra với mình tha mà. Ở đây đóng ở bình đóng ở ngay. Đoàn chúng tôi xuất phát tiếp tục hành trình trở về Hải Phòng. Anh xuống kia nào. Đi đấy. Này. Còn lắm, chỗ làm. Tháng 13, tháng 3. Ngày cuối cùng của cuộc hành trình du lịch Lào. Rồi, rời Đồng Hới về Hải Phòng. Sáng từng này người vào chưa chắc là làm kịp. Bác, nay bác khỏe rồi chứ hả? Thank you.
Thank you.
Nẵng kiểm tra đồ đạc cửa hiếu. Thế rồi thì cái thứ hai nữa là cũng vội vàng trở về, không có thời gian để mà nghe được cái kinh tế công khai. Thế và những lần chúng tôi cũng có đấy, lần trước cũng vậy thôi. Bởi vậy mà chúng tôi về sẽ có cuộc họp của ban chấp hành. Thế và đồng chí Khởi là những người thì đã nắm tất cả cái thu chi văn hóa đơn chứng từ ở các nhà ăn rồi nhà nghỉ, tất cả mọi cái đã được thanh toán và đồng chí sẽ là báo cáo trước chúng tôi. Và nếu số dư mà nhiều thì chúng tôi sẽ có cái hướng là thì chúng ta đây đều có số máy điện thoại vận tải sẽ gửi lại cho các đồng chí đấy là cái thứ hai. Nếu ít thì chúng tôi sẽ đưa vào xung quỹ vào của ban liên lạc quân tình nguyện quốc gia Việt Nam quân sự giúp Lào của thành phố Hải Phòng. Cũng như lần trước chúng tôi đi về cũng thanh toán cho anh em, mỗi người vẫn còn lại một ít tiền nhưng cái thuận lợi hơn nhiều, còn lại là mỗi một người trở về đều gửi lại cho anh em 1,5 triệu. Thế cho nên cái này các anh cứ yên tâm và suy nghĩ và nhớ là suy nghĩ những cái tốt của các đồng chí sang chúng tôi, và chúng tôi cũng nghĩ như thế, cho nên là cuối cùng là mong chúng ta là đoàn kết vui vẻ trở về, không có một ấn tượng gì có thể là xấu với nhau. Xin đồng chí cảm ơn anh. Có ai có ý kiến gì nữa không về việc này không? Thế rồi tôi sẽ xin cảm ơn tất cả anh em nhé. Đoàn chúng ta mãi mãi xanh tươi và đẹp đẽ đó, và sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng.